Ngày 405, tỷ sử bài lính ủ thiên. Hãy xem liên kết phim ở phía dưới, hãy nhớ luôn nói to, rõ, càng nhiều và càng nhanh càng tốt. Trước tiên là cách nói từ vận may, âm Hán Việt là vận khí. Yùn chỉ. Yùn. Yùn. Chỉ. Chỉ. Yùn chỉ. Yùn chỉ. Hôm nay cũng quá may mắn đi. Nguyên văn là hôm nay vận khí cũng quá tốt rồi đi. Chín thiên yùn chỉ ế thải hào lò bà. Chín. Chín. Thiên. Thiên. Yùn. Yùn. Chi. Chi. Ye. Thai. Hào. Lợ. Bà. Chín thiên yùn chi ye thai hào lò bà. Chín thiên yùn chi ye thai hào lò bà. Chín thiên yùn chi ye thai hào lò bà. Wow, hôm nay cũng quá may mắn đi. Nguyên văn là, wow, hôm nay vận khí cũng quá tốt rồi đi. Wow, chín thiên yùn chi ye thai hào lò bà. Wow, chín thiên yùn chi ye thai hào lò bà. Wow, 今天运气也太好了吧. Bây giờ hãy nhắc lại các câu phim sau bằng tiếng Trung. Lô Vĩ Vi Vi, muội phải cẩn thận đấy. Lũ ẻ bê bê, nhé hào xào xin à. Chân Thủy, đợi lát muội đi kéo lên nó. Chân Thủy, đừng quên chưa la chủ là. Quy củ cũ, nhân cơ hội tập kích nó. Lão quê chủ, trần di xí gì hả? Được, ok. Hảo. Mau, đuổi theo, nguyên văn là nhanh, theo lên. Khỏi, cân sẵn. Chiến thiên hạ. Trản thiên xả. Wow, dây chuyền nghịch thiên hệ pháp thuật. Wow, phá sụ xí nị thiên xiang liền. Ni ni, trang bị của muội. Ni ni, nhé trang bị. Wow, hôm nay cũng quá may mắn đi. Wow, 今天运气也太好了吧.